đầu thi rồi đó. Nghe bấm con taxi nha. Đúng rồi, em tên gì? Em tên Tùng ạ. Phan Trạch Thanh Tùng. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe dừng đường cho người đi bộ. Từ từ. Rồi, canh dịch trắng nè. Canh dịch trắng nè. Lên nữa. Nghe chiếc tiếng rồi, canh dịch trắng. Lên nữa chút xíu nữa nè. Canh nè, cái chịch mờ nè, chạy xe nó gác và chịch mờ nè, chuẩn bị nè. Thắng, đó, con với thắng cùng một lúc nè. Rồi, chân phải dậm thắng. Rồi, buông hẳn chân phải ra, buông cái chân thắng ra. Đó, tự động lên. Thấy chưa, mình nhả con chút xíu, mình nhìn đồng hồ tua máy. Cái kim đồng hồ nó vừa tuột xuống chút xíu là mình bỏ cái chân thắng ra, lên thoải mái. Rồi, mở miếng nha. Giữ thẳng cái lên này đi xuống, không có qua đây. Đó, canh cái kè cột ống nước ảnh nhỏ nó lú lên á, nó nằm ngay chính giữa logo Isuzu, trên xe nó thẳng nè. Rồi bắt đầu mình mở xi nhan phải lên, mình coi kiến chiếu hậu, coi kiến lòi, cái đèn xi nhan nó nằm ngay chính giữa hai cái lằn vàng. Rồi bắt đầu anh nhìn kiến chiếu hậu dưới, nhìn kiến chiếu hậu dưới không đó, nó đi ngay nè, đó vậy là đẹp rồi không, chính lái nhẹ thôi. Cái người ngang góc mới được đánh hết bài. Đánh. Đánh lại lần. Rồi chỉ cái đầu qua bên trái. À, trả lại nè. Trả. Hết luôn. Hết luôn. Đánh hết luôn. Thầy ăn cơm chưa? Rồi đi nè, đi nè, đèn 2 giây đi. 2 giây đèn đỏ là mình đi rồi. Rồi bấm nhẹ ga vô. Bây giờ cho phép mình đạp ga. Thấy không? Cho phép đạp ga mình cứ đạp thôi. Nghĩ sao đừng quá 20 km/h được rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Hồi thang có trong đây luôn hả thầy? Đấy, chiều thầy có thầy rảnh không? Đó. Chiều thầy rảnh không? Chiều dạy xong gì vậy? Chiều thầy dạy thầy rảnh đấy không? Học môn, đồ sẽ là 3 mấy tháng, 30 tháng.
cũng nào gần ghé quán cái nhà nhà hàng Nguyễn Kim đó. Tụi em có đem mấy đồ hải sản và bánh qua đây nè. À, trong đó trong chỗ mình sạn chở gì để qua qua làm ở đằng sau gì làm đằng sau mình sạn gì dạ có mấy món cũng cái bán qua mặt tôi có tiếng nhật điều kiện không thì bữa nay còn ăn nhậu được chứ ngày mai khỏi dạ mai lại vô chơi rồi mai tập xong rồi về ôn luật rồi chuẩn bị món thi nếu mà anh sợ tắt máy anh đạp bo đi thắng cùng một lúc luôn không sao á thắng nhồi cũng được đó không sao chứ rồi thắng đó bo đi thắng cùng lúc luôn ha mình có cần kéo cái ghế ra miếng không rồi đi nè buông thắng ra trước rồi ga nhẹ vô ga vô cái người mình ngang chữ C mình mới lấy vô. Ở đây có hai nhà xe thì cái người mình ngang cái chữ C lấy vô ngang chữ C nè rồi, rồi lấy đó lấy vô rồi trả lấy lại cho nó sát vô cái lời vừa nó vừa sát được rồi không cần xem quá rồi đây đã thẳng rồi nhìn cái kiến lồi cái cản xe tới đường dây điện với đường ống hơi thứ hai thắng lại rồi thắng đó xe xuống móc anh lái rồi chạy lên nhìn chiến chiếu hậu bên trái buông thắng ra nhìn chiến chiếu hậu bên trái cái thùng xe nó ngay giữa cái lằn vàng cắt ngang cho tới cái đường ống hơi màu đen đó không rồi xíu nữa rồi đó rồi đánh hết lái chạy xuống về chỉ cho cái kiến chiếu hậu để coi cái thùng xe nha xe xuống thùng xe nó song song với lại cái lời là thắng lại rồi thắng xe xuống 12 chân cái bánh xe thắng chưa rồi đó rồi về nó đã song song rồi nó đã song song rồi thì dễ thẳng về thôi về đi đừng có xạo nhiều quá là thẳng nè nè nhìn cái bánh xe này kiến dưới nè không bánh xe nó đã thẳng rồi là dễ thẳng luôn không đánh gì chứ dễ thẳng vô nữa thì nào kêu cái tay nó thẳng lại đó rồi vô số 1 ra giữ thẳng lái đi lên nhìn kiến chiếu hậu bên trái bánh sau nó gần tới vạch vàng cắt ngang là đánh hết lái đánh đó đúng rồi ra luôn nó đã thẳng rồi thì mình khi mình ghe nữa mình không cần đánh lái cái giữ thẳng đó giữ thẳng là lái mình ghe thẳng vô được. Bài thi tiếp theo bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông bến chạy xe nhỏ xíu qua đây chạy thấy xe bự cho bá đi luôn xi nhan bên nào đúng rồi đi luôn
tới là chuẩn bị lên đèn xanh là mình đi luôn, lên giữa vô lộ cái người anh ngay cái mũi tên đó, đó rồi đánh đã thấy rồi. Tình huống nguy hiểm đầu tiên ở chỗ khoảng trên những cột có chữ TH rồi, thấy không, cột đèn á nó có chữ TH thì qua cái cột đèn nó bắt đầu nó tính. Thì trong bài thi nó có ba tình huống nguy hiểm, chỗ này là cái đầu tiên nè, từ từ nó la lên cái là mình thắng, còn không có thì mình đi tiếp đó. Nó có ba tình huống nguy hiểm thì trong một bài thi nó sẽ ra bắt chợt một trong ba điểm đó, không mình không biết ra điểm nào thôi. Cái chỗ đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là ngay chỗ vừa qua cái vỏ, chỗ vỏ xe đó, đó cái đóng vỏ xe ngay chỗ tua vừa qua chỗ đó là có tình huống nguy hiểm thứ hai. Rồi chuẩn bị đường ray xe lửa là canh bạch trắng nha, biển báo đường ray xe lửa canh bạch trắng giống như hai cái biển xì tóp. Để lên nữa, 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 nữa. Thắng, đó đẹp chính xác. Rồi đi, hát con như số 2 đi anh, như số 2, hát con như số 2 nè, nhẹ nhẹ thôi nè. Bài thi tiếp theo, bài thi tiếp theo đẩy qua xin được nhẹ ha. Dễ tân, bình thường chỉ có cái ông Duyên á là ông hơi yếu bóng vía tí, Đặng Duyên á sáng. Rồi bấm nút ưu tiên, đúng rồi, chỗ này là tình huống nguy hiểm thứ hai, chưa nghe cái tè cái đã đó. Sao thì đúng rồi, chưa chưa mới biết rồi, từ từ mới có người thứ sáu chạy à, mới lành đang chạy thôi, còn Tùng chưa chạy nên nghe bên con thắng rồi. Hai vòng đó, rồi dừng xuống bàn tập ra đi, đúng rồi, giờ đi con, nữa nữa thân thắng trước trên kia, thắng trên kia thắng 20 đỏ, không đạt tốc độ rồi, thắng thẳng luôn, ngừng hẳn luôn, trả về số 2 trừ 5 điểm, không đạt tốc độ. Đó, tình huống nguy hiểm thứ ba là chỗ này nha, vừa hết tăng tốc là có tình huống nguy hiểm thứ ba. Nhớ nha, bính bon vô số 3, đạp ga lớn giữ luôn nhả con. Rồi xong bó ga ấy hết ga rồi tới cái bảng 20 đỏ mình mới được thắng trước biển báo nha, 20 xanh là chưa có thắng. Rồi nhìn có biển báo đúng không? Trả thẳng xe thẳng lái mở xi nha. Rồi ngã tư cuối cùng. Ngã tư cuối cùng nó chỉ có một cái đèn xanh mà thôi. Thì mình phải mở xi nhanh phải, mình chạy luôn chứ không có ngừng đó. Biển cái đèn tín hiệu giao thông nó chỉ có một cái đèn thôi, cho nên phải trước đi đó. Anh nó có bị rớt quá trời mẹ. Đâu rồi? Có bài sao mà nên anh chạy à? Không thuộc bài mà để tôi chạy. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Đúng rồi, trả thẳng xe, thẳng lái. Thẳng xe, thẳng lái, bắt đầu mở xi nhan phải lên. Kết thúc là giống như mình đang chạy, mình muốn tấp vô lề. Thì trước khi tấp vô lề, mình phải mở xi nhan, mình xin đường, mình tấp vô. Đúng rồi, đúng rồi. Không, tính toán chạy qua luôn, chạy đó. Đó, không. Để ý mấy cái chỗ mà ngừng với đập con nha.
dòng máu lạc hồng bốn nghìn năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Hãy subscribe.